Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại sân bóng Anh Dũng để dõi tiểu cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Nguyệt Ấn FC và các cầu thủ Thạch Lập FC. Như vậy là hiệp 1 thì các cầu thủ Thạch Lập họ sẽ bảo vệ phía tay phải của quý vị đang xem với trang phục áo đỏ và quân đen. Thạch Lập FC họ sẽ mang trang phục toàn xanh và chân giữ ở màn hình tay trái theo hướng của quý vị đang theo dõi. Điều khiển vẫn đang là ông Văn Thắng và ông Tuyến Trần. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Vẫn đang là cầu thủ áo đỏ. Các cầu thủ Nguyệt Ấn FC họ đang là nhà đương kim vô địch của mùa qua. Để quý vị và các bạn theo dõi, chúng ta cùng điểm qua những cái tên sẽ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay. Nguyệt Ấn FC, số 68 là Trọng Lượng, số 20 Chi Thế, số 93 Văn Trọng, số 8 Nhật Thịnh, số 9 Lê Hải, số 7 Văn Thức, số 10 Hồng Hạnh, số 5 Hồng Phi, số 17 Văn Đạt, số 6 Văn Nưng, số 18 là Văn Sơn. Ở trong khung gỗ của cao thủ Nguyệt Ấn FC đang là Văn Tiến. Thạch Lập FC, cầu thủ áo số 2 đó là Quốc Vương, số 12 Bá Trinh, số 11 Văn Dụ, số 14 Văn Hải, số 5 Lê Quế, số 10 Văn Mừng, số 6 Thiên Dũng, số 3 Bá Tông, số 8 Văn Chiến, số 7 Văn Linh, số 36 Văn Nghĩa, số 4 Phạm Hòa, số 9 Văn Kiệm và số 19 là Văn Vân. Thạch Lập FC họ vẫn đang chờ đủ chủ động chơi thấp. Vẫn còn phản công. Đó là tình huống nỗ lực của Văn Kiệm. Nguyệt Ấn FC ở những phút qua họ vẫn kiểm soát tốt. Đã có tiếng còi. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Kiệm. Các nhà cựu vô địch của mùa 3 họ sẽ cần phải biết vượt qua ở những thời điểm khó khăn. Đây là Văn Đạt. Không được. Đó là tình huống giật gót của Văn Kiệm. Không có Sinh Viêm. Sẽ có tình huống đá biên. Hệ thống phòng ngự của Thạch Lập họ vẫn đang thi đấu tốt. Không có tiếng còi. Đấy là cú phản công dứt điểm. Không vào. Đó là tình huống ra trận của Tiến Dung. Pha đổ người quá hay của Văn Tiến. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Không được. Đường chuyền hơi mạnh. Những phút đầu tiên của giải đấu Hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam. Đây là mùa giải thứ 5 năm 2022. Nguyệt Ấn FC họ đang là nhà cựu vô địch của mùa thứ 3. Đây là Văn Đạt. Phản góc. Phản góc cho Nguyệt Ấn FC. Đúng là các cầu thủ Nguyệt Ấn họ được đánh giá rất cao ở trận đấu ngày hôm nay. Không được. Đó là tình huống ra trận của Văn Sinh. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Quả chạy chân tốt, tấn ngang.
Đó là tình huống xử lý của Văn Thức. Quả đá phạt góc đầu tiên dành cho các cầu thủ Nguyệt Ấn FC. Phản lại bóng tốt. Và 1-2 coi. Pha vào bóng rất dứt khoát là của Tiến Dũng. Quả đá phạt góc thứ hai dành cho Nguyệt Ấn FC. Nguyệt Ấn FC họ đang muốn đánh phù đầu cao thủ Thạch Lập FC, nhưng Thạch Lập họ vẫn đang chơi cực kỳ hay. Những chàng trai áo đỏ họ vẫn đang thi đấu rất tập trung, không có quá nhiều khoảng trống dành cho Nguyệt Ấn ở những phút vừa qua. Lại là tình huống áp sát tốt của Văn Hải, đó là tình huống đá biên dành cho Nguyệt Ấn. Ở mặt trận sân nằm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Một lối đá pressing tổng vào đang giúp các cầu thủ Thạch Lập FC có được thế trận tốt. Tiếp tục là một tình huống đá biên. Có lẽ các cầu thủ Nguyệt Ấn họ muốn giải quyết ở 40 phút thi đấu chính thức, nhưng Thạch Lập FC họ vẫn đang chủ động về thế trận và dần ra trận rất hay. Đó là tình huống xử lý của Văn Đạt. Đây đã là quả phản công thứ tư của các cầu thủ Nguyệt Ấn FC. Trước trận đấu này thì trận tứ kết trước đó cũng đã kết thúc khi mà Lộc Thịnh FC họ đã xuất sắc vượt qua Thúy Sơn với tỷ số 4-3 bằng một cú bốc cờ của Trương Sao Vi. Quả đá phạt ở từ giữa sân dành cho Thạch Lập không được, vẫn là lá cầu thủ đỏ. Tình huống pressing ngay, đó là pha áp sát của Văn Thức. Trận đấu giữa các cầu thủ Nguyệt Ấn và Thạch Lập, đây là khuôn khổ của trận tứ kết ở giải mini sân nằm tranh Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc khu vực miền Nam lần thứ 5 năm 2022 và đang diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Chưa thể biết đội nào sẽ có mặt ở trận bán kết, nhưng hai đội vẫn đang thi đấu tập trung. Đây là quả trống, đây là coi. Pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Văn Hưng. Tỷ số vẫn đang là không đều. Không được. Cú đá bằng chân trái của Văn Đạt. Đây đã là quả phản góc thứ tư dành cho cầu thủ xanh. Vẫn còn. Có vẻ như bóng đã chạm tay. Các cầu thủ Thạch Lập FC họ vẫn đang chủ động để nhường quyền kiểm soát dành cho Nguyệt Ấn. Như dạng sáng nay theo giờ Việt Nam của chúng ta thì trận chung kết UEFA Champions League cũng đã kết thúc khi mà Real Madrid họ ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất họ cũng đã nhường thế trận cho Liverpool. Nhưng ở thời khắc quan trọng nhất thì Real họ đã có bàn thắng rất quý giá để đăng quang lần thứ 14 ở giải đấu này. Đó là tình huống khứa lòng của Tiến Dũng. Không được. Tiến Dũng vẫn đang là cầu thủ đỏ. Sẽ có tình huống đá biên cho Thạch Lập FC. Đánh đâu.
Pha bật nhảy là của Văn Dư. Tiếp tục là một quả đá biên. Hai đội vẫn đang thi đấu rất giằng co. Ở những phút vừa qua thì Nguyệt Ấn họ đang chơi trên chân trước các cầu thủ Thạch Lập. Nhưng ở mặt trận phút sân phút sàn là luôn là như vậy. Các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang thi đấu rất khoa học. Và họ vẫn đang chờ thời cơ. Họ biết người biết ta. Khi mà Nguyệt Ấn FC họ đang là nhà đương kim vô địch của mùa qua. Và chắc chắn họ hiểu rất rõ về sức mạnh mà Nguyệt Ấn có được ở trận đấu ngày hôm nay. Thạch Lập FC họ vẫn chơi co cụm. Họ vẫn chờ thời cơ. Nếu mải mê tấn công mà không lo phòng ngự thì sẽ là một trong những tình huống mà các cầu thủ Thạch Lập FC họ có thể đưa ra được những đòn phản công nhanh. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là quả phạt góc. Đó là tình huống ra chân của Văn Đạt. Tiếp tục là một quả đá phạt góc. Sẽ có quả phạt góc tiếp theo. Sức ép mà các cầu thủ Nguyệt Ấn FC đang tạo ra đang là khá lớn. Nhưng họ vẫn chưa làm cách nào để xuyên thủng được hàng phòng ngự cực kỳ khoa học của Thạch Lập FC. Dứt điểm. Không thể có pha phản công nhanh. Văn Kiệm. Sẽ có tình huống đá biên. Quả này bóng tốt. Giật tay coi. Và sự điểm từ khá xa của Tiến Dũng. Đúng là giải đấu của Hội Đồng Hương Ngọc Lặc của tỉnh Thanh Hóa của chúng ta vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Có lẽ các cầu thủ Nguyệt Ấn FC họ muốn có lợi thế ở những phút của hiệp thi đấu thứ nhất. Văn Sinh. Văn Sinh. Văn Tiến. Không có Dinh Nghiêm. Và lại báo tốt. Đây là goal. Cuối cùng thì các cầu thủ Nguyệt Ấn FC họ cũng đã có được điều mình cần. Đó là bàn thắng của Nhật Thịnh. Rất tay. Tỷ số đã được bỏ. Chủ nhà là đương kim vô địch của mùa 3. Đó là Nguyệt Ấn FC. Họ tạo ra một sức ép vô cùng lớn. Và hệ thống phòng ngự vốn đã chắc chắn của Thạch Lập FC đã bị khoan thủng. Thế khai hồng đã được mở. Và những phút tiếp theo thì trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem. Khi mà chắc chắn Thạch Lập FC họ sẽ không còn phòng ngự nữa. Họ sẽ cần phải chơi phản công. Họ đã rất kiên trì ở 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Bản lĩnh và kinh nghiệm của Nguyệt Ấn FC họ đã có được ở những phút vừa qua với sự năng nổ của Văn Đạt, với khả năng chấp thời cơ rất tay của Nhật Thịnh và xử lý tốt. Chân trái không vào, đó là Văn Hải. Như vậy là các cầu thủ Nguyệt Ấn họ sẽ được một phút đội ý rất cần thiết. Khi mà Thạch Lập FC họ đang có được sự hưng phấn, họ đang chơi tổng lực. Và liệu các cầu thủ Việt Nam FC họ có bảo toàn được một tỷ số rất mong manh hay không?
Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi. 5 phút cho những nỗ lực của Thạch Lộc. Thạch Lộc FC họ đến với trận tứ kết này cũng đã là một thành công rất lớn. Nhưng họ sẽ còn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Họ đang đối đầu với một ngọn núi rất cao. Nếu muốn chinh phục ở những chặng đường tiếp theo thì họ cần phải vượt qua ngọn núi cực kỳ lớn, đó là Nguyệt Ấn. Họ đang là nhà đương kim vô địch của mùa 3. Các chàng trai áo đỏ, họ cần phải biết vượt qua những thời điểm khó khăn. Phản công, phản công cho Thạch Lộc FC. Phản công. Đó là tình huống ra chân của Văn Dư. Những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Sải chân tốt. Và xử lý khá mạo hiểm. Sẽ có tình huống đá biên cho Thạch Lộc FC. Ở trong mặt trận sân phút sàn thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây là khôi, đó là Hồng Phi. Như vậy là khoảng cách đã được nới rộng thành hai bàn và khó khăn đã nhân đôi dành cho Thạch Lộc. Bản lĩnh và kinh nghiệm của Nguyễn Đan FC họ đã thể hiện rất rõ ở những phút vừa qua. Tỷ số đã là 2-0 rồi. Như chúng tôi đã nói, đến với trận tứ kết này cũng đã là một thành công rất lớn của Thạch Lộc. Hoàn hồn tinh thần thi đấu của những chàng trai áo đỏ, họ vẫn chưa từ bỏ. Ông Văn Thắng đang rất nghiêm khắc. Văn Sinh không được. Đó là tình huống truy cản của Văn Hải. Đá biên cho Nguyễn Đán FC. Và chắc chắn Nguyễn Đán FC họ sẽ chơi chủ động, chơi chậm ở những phút còn lại để bảo vệ một thành quả. Đó là hai bàn. Dứt điểm. Đó lại là tình huống dài chân của cầu thủ đã mở tỷ số ở trận đấu em này. Và phá bóng an toàn là của Văn Tiến. Vẫn còn. Phát bóng lên dành cho cầu thủ Nguyễn Đan FC. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên khá cao ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Và sẽ còn cả một hiệp thi đấu thứ hai để dò các cầu thủ Thạch Lộc có thể thay đổi đấu pháp, để có thay đổi cách tiếp cận cung thành của Văn Tiến. Lại là cầu thủ áo xanh. Không thể có pha dứt điểm. Ở sân bóng Anh Dũng không còn một chỗ trống nào nữa rồi. Khán giả đã đến rất đông sân bóng Anh Dũng của chúng ta. Văn Hải. Vẫn là Văn Hải. Văn Hải đang di chuyển. Không thể qua được câu hai của thủ áo xanh. Vẫn còn. Dứt điểm. Đó là Văn Kiệm. Đúng là khi cần thì Văn Kiệm có, mà khi khó thì đã có Văn Kiệm. Rất tốt. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Ở những thời điểm khó khăn nhất, ở những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thì Văn Kiệm đang là ngọn hải đăng để thắp sáng cội cho Thạch Lộc FC. Khoảng cách chỉ là một bàn mà thôi. Đã có tiếng còi. Sẽ có quả đá phạt cho Nguyễn Đán FC. Quả đá phạt ưa thích mà Văn Sinh sẽ thực hiện. Một chuyên gia đá phạt của Nguyễn Đán FC. Chắc chắn các cầu thủ áo đỏ họ sẽ phải thi đấu cực kỳ cảnh giác ở tình huống cố định này. Văn Sinh, Văn Sinh,
Bóng không thể qua được hàng rào. Sẽ có tình huống đá biên dành cho Nguyễn Đán FC. Đúng là trận đấu quá căng thẳng và nó còn căng thẳng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Và chúng ta hãy chờ xem. Phát bóng lên dành cho các cầu thủ Thành Lộc. Văn Sinh. Đường chuyền là của Nhật Thịnh. Đó là tình huống dứt điểm bằng chân trái là của Văn Hưng. Các cầu thủ áo xanh họ cũng chơi áp sát rất nhanh. Đã có tiếng còi. Đã có một tình huống cản người không bóng của Nhật Thịnh. Đúng là không phải là ngẫu nhiên mà ông Tuyến Trần và ông Văn Thắng có mặt ở trận chung trận đấu này. Một trận tứ kết cực kỳ quan trọng của cả hai đội và những sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay. Không được. Vâng, như vậy là đúng lúc này thì ông Văn Thắng cũng đã đổi còi kết thúc hiệp 1. Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Ấn FC và Thành Lộc FC, hai đội tạm nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Nguyễn Ấn FC. Và chúng ta cũng sẽ tạm nghỉ ít phút để trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Hãy subscribe.
và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại phải để dõi theo cuộc đối đầu giữa Nguyễn Ấn FC và Cao Bằng Thành Lập FC. Đây là trận tứ kết của giải Hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam lần thứ 5 năm 2022. Như vậy là UEFA thì các cầu thủ Nguyễn Ấn họ sẽ bảo vệ phía tay phải với trang phục toàn xanh, còn các cầu thủ Thành Lập họ sẽ bảo vệ phía tay trái của quý vị đã theo dõi với trang phục áo đỏ và quân đen. Hiệp 2 cũng đã được bắt đầu. Thạch Lập FC ở cuối hiệp 1 họ cũng đã chơi tốt và có được bàn thắng vô cùng quý giá để rút khoảng cách xuống còn 1-2 và trận đấu sẽ trở nên cực kỳ đáng xem ở hiệp 2. Các nhà đương kim vô địch của mùa họ vẫn đang vấp phải một sự kháng cự rất lớn đến từ các chàng trai áo đỏ. Ở vị trí phi sô thì Văn Đạt vẫn đang chơi tốt. Văn Đạt có lẽ là cầu thủ trẻ nhất ở sân Anh Dũng của chúng ta. Cầu thủ năm nay cũng chỉ 16 tuổi, 9 tháng và 14 ngày. Nhưng anh vẫn đang thi đấu cực kỳ bản lĩnh. Những người con của Thanh Hóa luôn là như vậy. Họ luôn thi đấu ở một phong độ tốt nhất. Họ luôn thi đấu ở một thể trạng tốt nhất. Và có sự sung mãn. Vẫn còn. Văn Đạt vẫn đang chưa tốt. Rất quyền, đây là Khôi. Và đó lại là Văn Kiểm. Và không ai khác chính là Văn Kiểm. Hai đội đã chờ về vạch xuất phát. Đã có 4 bàn thắng được ghi và chia đều cho hai đội. Các cầu thủ Thạch Lập họ đang làm được điều quá sức tưởng tượng. Họ đã chơi vào trận tứ kết này và họ đang cầm hòa với nhà đương kim vô địch của mùa, đó là Nguyễn Ấn. Đó là một thành công của chắc các chàng trai áo đỏ. Vẫn còn lợi thế. Phản ứng bóng tốt. Vẫn đang là cầu thủ đó. Đã có tiếng còi. Sẽ có quả đá phạt dành cho các cầu thủ Nguyễn Ấn. Một cú đúp của Văn Kiệm đã níu kéo lại cơ hội dành cho các cầu thủ Thạch Lập. Xin lỗi các bạn, đúng là các cầu thủ Thạch Lập không có dứt điểm. Đã phải mất 2 chạm. Đã có tiếng còi. Văn Sinh. Không có tiếng còi. Quả thân dứt điểm. Văn Đạt đá biên cho các cầu thủ áo xanh. Thanh Hóa luôn là một cái nồi sản sinh ra những cầu thủ ở một đẳng cấp rất cao. Đã có tiếng còi. Đó là tình huống phạm lỗi của Văn Hải. Và chắc chắn các cầu thủ Nguyễn Ấn FC họ muốn giải quyết ở 40 phút thi đấu chính thức. Văn Hải, Văn Sinh, phạt góc. Phạt góc cho các cầu thủ. Không, đó không phải là một quả phạt góc. Đó là một tình huống hội ý của các cầu thủ Thạch Lập. Họ đã có 2 bàn thắng. Và tỷ số vẫn đang là 2-2. Ở trước trận đấu này thì cũng trận tứ kết cũng đã diễn ra giữa Lộc Thịnh FC và các cầu thủ Thúy Sơn. Lộc Thịnh FC họ đã xuất sắc vượt qua các cầu thủ Thúy Sơn với tỷ số 4-3 với một cú bốc cờ của Trường Sa Vi. Lộc Thịnh FC họ đã có mặt ở trận bán kết. Và ở trận đấu này thì Nguyễn Ấn FC họ cũng đang phải rất vất vả trước Thạch Lập. Thạch Lập FC họ đang là một trong những đội bóng rất khó bị đánh bại. Một lối chơi khoa học với khả năng dứt điểm tốt của Văn Kiểm
đá biên cho các thủ áo đỏ. Không được. Nếu có một giải Fair Play thì Văn Kiệm xứng đáng có được giải đấu này. Văn Thức, Văn Kiệm. Và từ bây giờ chúng tôi sẽ đổi tên. Anh là Kiệm Sơ Vin, một cầu thủ rất chỉnh chu và xử lý tốt của Văn Sinh. Văn Sinh phản công nhanh, 2-1. Văn Đạt đang ở anh là cái trái. Một pha hỗ trợ rất tốt, một pha lăn xả là của Nhật Thịnh. Anh đã lấy thân mình để lấp lỗ trong ngoài. Một pha bóng rất xúc cảm. Phạt góc cho các thủ áo đỏ. Chúng ta đang được thấy những hình ảnh từ đầu hiệp hai của cuộc đối đầu giữa Nguyệt Ấn và Thạch Lộc. Đây là giải mini sân 5 Quốc hội Đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam lần 5 năm 2022, và trận cầu này cũng đã diễn ra ở sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sẽ có quả đá biên. Vâng, chúng tôi xin mời, kính mời các cổ động viên chúng ta hãy đứng gọn vào để chúng tôi thán nghiệp. Có lẽ các cầu thủ Thạch Lập FC họ đang đưa cầu thủ Nguyệt Ấn vào tới những luận đá cân não, và chắc chắn Nguyệt Ấn họ không muốn điều đó xảy ra. Ở luận đá may rủi thì chưa biết được điều gì sẽ xảy ra, và họ đang đánh phù đầu các cầu thủ áo đỏ. Nhưng với hệ thống 4 người, hệ thống phòng ngự rất khoa học và rất chắc chắn thì họ vẫn đang chơi quá hay. Nếu như các cầu thủ Nguyệt Ấn họ không tận dụng được tốt những thời cơ mà họ có thì chắc chắn các cầu thủ áo đỏ họ sẽ có những đường phản công cực kỳ nguy hiểm. Như vậy là Thạch Lập họ cũng đã có những sự thay đổi. Cầu thủ trẻ, cầu thủ rất trẻ Văn Linh sẽ có mặt ở trên sân, và người sẽ được cho ra nghỉ đó là Văn Hải. Rất nguy hiểm. Pha trả bóng cuối cùng là của Nhật Thịnh. Văn Đạt. Không được. Đá biên cho cầu thủ áo xanh. Tình huống nỗ lực của Nhật Thịnh. Trận đấu giữa các cầu thủ Nguyệt Ấn FC và các cầu thủ Thạch Lập đang được chúng tôi phát sóng trực tiếp trên sân bóng Anh Dũng ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, và cũng đang được chúng tôi phát sóng độc quyền trên fanpage của Trực Tiếp Bóng Đá. Mọi thông tin chúng ta có thể liên hệ qua fanpage của chúng tôi cũng như số điện thoại 0988233876. Đó là ông Duy Đức. Sẽ có quả phạt góc dành cho Thạch Lập FC. Có lẽ các thủ Thạch Lập họ cũng không muốn bước vào những luận đá may rủi. Các cầu thủ áo đỏ họ vẫn đang có được sự sung mãn nhất định về mặt thể lực cũng như về mặt hưng phấn. Họ đã bay dẫn 2-0, nhưng với một cú đúp của Văn Kiệm thì đã đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Và quả bóng là của Tiến Dũng. Pha này bóng tốt, rất khỏe. Văn Linh. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Đá biên cho Thạch Lập FC. Phải là bóng an toàn. Đó là tình huống xử lý của Văn Tiến. Rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã được công nhận dành cho các cầu thủ áo đỏ. Có vẻ những người đưa bóng cuối cùng vào mảnh lưới của Văn Tiến đó chính là Văn Sinh. Văn Sinh đã chơi quá hay ở những phút vừa qua.
đúng là khoảnh khắc của một công thần và khoảnh khắc của một tội đồ, nó là rất mong manh. Đấy là côi! Rất đáng tiếc trình dành cho Văn Linh. Đây là lần đầu tiên Thạch Lập FC họ vươn lên dẫn trước. Tỷ số lúc này đang là 3-2 rồi. Pha áp sát tốt được đánh giá rất cao ở trận đấu ngày hôm nay và được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay. Nhưng Nguyệt Ấn FC họ đang bị bất lợi về mặt tỷ số, về mặt thế trận thì họ vẫn đang chơi quá hay. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là rất lớn, cú sút điểm của họ vẫn đang là vượt trội. Phản công nhanh, đây là côi, không thể có hòa dứt điểm. Đúng là một trận đấu đỉnh cao. Đây là quả phản công tốt đậm, dứt điểm. Phát bóng lên cho Nguyễn Ấn, cần phải khẩn trương. Có lẽ Nguyễn Ấn họ cần phải chơi bao này, họ cần phải chơi tất này. Thời gian không còn nhiều nữa, các nhà đương kim vô địch của MOBA họ đang rất vất vả. Đúng là ở trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, được đánh giá rất cao. Nhưng các cầu thủ áo đỏ họ mới là đội có được lợi thế về mặt bảng tỷ số. Khoảng cách lúc này chỉ là một bàn mà thôi. Chắc chắn là các cầu thủ Thạch Lập họ phá bóng càng xa càng tốt, họ muốn đảm bảo sự an toàn trước khung thành của Iker Casillas. Văn Tiến sẽ có tình huống đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ. Cú đúp của Văn Kiệm là cực kỳ quan trọng dành cho Thạch Lập. Trận tứ kết giữa Nguyễn Ấn và Thạch Lập đang được sự quan tâm rất lớn từ khán giả trên fanpage của chúng tôi cũng như khán giả. Đã có một sai lầm, đã có một sai lầm của Văn Tiến và tỷ số đã được nâng lên thành 4-2 cho các cầu thủ đỏ. Văn Tiến đã chơi quá hay ở những phút vừa qua. Đúng là các cầu thủ Nguyễn Ấn nó sẽ chơi phao này. Họ sẽ chơi tất tay ở những phút còn lại. Đúng là không còn gì để mất nữa rồi. Và chúng ta hãy chờ xem. Chơi bao lây là một lối chơi, là con dao hai lưỡi. Nếu như không thực hiện đúng đấu pháp thì sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Họ sẽ chơi tất tay. Và chúng ta hãy chờ đợi những sự thay đổi. Và Văn Sinh sẽ chân giữ ở khung thành. Đó là điều đương nhiên rồi, khi mà Văn Sinh là cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt và khả năng điều nhịp cực hay. Các nhà đương kim vô địch của MOBA họ sẽ cần phải biết vượt qua ở những thời điểm khó khăn nhất. Như rằng sáng nay thì UEFA Champions League cũng đã diễn ra, khi mà Real Madrid với bản lĩnh của họ cũng đã vượt qua ở thời điểm cực kỳ khó khăn, khi mà Liverpool họ kiểm soát bóng rất nhiều, họ cú dứt điểm rất nhiều. Nhưng chính Real họ mới là người đăng quang. Còn ở trận đấu ngày hôm nay thì sao? Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc, đó là của Lê Quế. Văn Đạt đúng là bóng đá hiện đại đang là rất khó lường. Văn Đạt đang xoay sở, vẫn còn pha vào bóng rất dứt khoát của Văn Hải. Đúng là các cầu thủ áo đỏ họ muốn càng phá bóng càng xa càng tốt. Văn Sinh, ôi, rất đáng tiếc cho Văn Đạt. Đúng là không dành cho những người yếu tìm ở những phút còn lại. Thời gian là vẫn còn đủ. Văn Kiệm không được. Đó là một cú đá mang tính giải tỏa. Văn Đạt rất hồi hộp. Đấy là côi phản công.
Man Sinh đã chơi tốt, đá biển cho cầu thủ áo đỏ, không được, không cần quá mong mày, không cần quá logic, nhưng các cầu thủ áo đỏ ông ấy đang là người kiểm soát tốt về thế trận của mình. Đây là cơ hội, đó là tình huống đá biển dành cho cầu thủ áo xanh. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 5 phút nữa, thời gian vẫn còn cho cầu thủ áo xanh. Những nhà vô địch họ luôn rất nhọc nhằn. Văn Sinh, Nhật Thịnh, không được, còn phải xử lý chính xác. Đây đúng là một trận derby, một trận derby thực sự. Bóng đã chạm vào khuôn dọc, đây là cơ hội phản công. Văn Đạt có rất nhiều phương án, pha áp sát rất kịp thời của Văn Đài. Văn Đạt, vẫn là Văn Đạt, Văn Sinh, ai dù, sẽ có tình huống đá biển. Văn Đạt, khoảng trống, đây là côi, không thể có pha ra chân, không thể có cú sút điểm của Văn Hưng. Rất căng thẳng. Văn Sinh, Văn Sinh, vẫn là Văn Sinh, đã có tiếng còi. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ vàng được rút ra. Một quyết định rất nghiêm khắc của Văn Thắng. Không phải ngẫu nhiên mà ông Văn Thắng có mặt ở trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu quá nóng. Như chúng tôi đã nói, nó còn nóng hơn giữa cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đây là Văn Sinh. Văn Sinh, ôi, cú đá là của Văn Đạt, bóng đi hơi xa so với khung thành của Iker Casillas, lại là Văn Đạt. Nhật Thịnh đã có tiếng còi. Rất khẩn trương. Đây là lá lỗi thứ 5 rồi, nếu mà bị lỗi một lỗi nữa thì sẽ là một lỗi thứ 6 tổng hợp và sẽ không có hàng rào. Và sẽ là một lợi thế dành cho cầu thủ Nguyễn Ân. Chưa thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Rất khẩn trương. Văn Sinh, một trận đấu đỉnh cao. Văn Hưng, Văn Đạt, vẫn còn, còn phải khẩn trương. Văn Hưng, rất đáng tiếc, không thể có pha chạm bóng của Văn Thức. Đúng là giải mini S5 Cúp Hội Đồng Hương Ngọc Lặc ở khu vực miền Nam luôn thu hút được giới mở điều cũng như tất cả khán giả đang theo dõi ở trận soi bóng Anh Dung. Văn Đạt, Văn Sinh, khoảng cách chỉ còn đúng một bàn mà thôi. Đúng là bản lĩnh của nhà đương kim vô địch của MOBA đã lên tiếng. Đó là pha ghi bàn của Nhật Thịnh. Đúng là trận đấu sẽ không dành cho những người yếu tim. Một trận đấu quá căng thẳng. Văn Đạt, không được. Đó là tình huống đá biển dành cho cầu thủ áo đỏ. Đúng là một đạo diễn Hollywood cũng không thể tạo ra một bộ phim bom tấn như vậy được. Sẽ có tình huống đá phạt. Và những tình huống lăn lộn như vừa rồi là có thể hiểu được. Có vẻ như đang khá đầu, đang có tình huống khá đầu của Văn Linh. Văn Linh đang khá đầu. Văn Linh đang chơi tốt. Sự sụp sáo của Văn Linh. Nếu như Văn Linh không thể tiếp tục thi đấu thì sẽ là một bất lợi của Thạch Lập. Khi mà khả năng thu hút không, đó có vẻ như là một tình huống mà chúng ta có thể hiểu được. Ở trong bóng đá là như vậy,
họ có quyền. Quả đá phạt ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Thạch Lập FC. Nên nhớ là Thạch Lập họ đang bị 5 lỗi rồi. Nếu như bị một lỗi tiếp theo thì sẽ là một lỗi không có hàng rào. Và các cầu thủ Nguyệt Ấn họ cần phải tận dụng triệt để ở những phút còn lại. Rất cẩn trọng. Ở mặt trận sân 5 thì nếu như bóng chết thì các vị trọng tài sẽ bấm giờ và không có bất cứ cơ hội nào để cho câu giờ. Rất cẩn trọng. Đó là Văn Kiêm. Đó là tình huống dứt điểm của Tiến Dung. Vẫn có quả phạt góc cho các thủ áo đỏ. Không được. Đúng là rất cẩn trương. Còn nước là còn tát. 30 chưa phải là Tết. Vẫn còn. Rất tay. Vẫn đang là người đã đáp xe. Vẫn đạt. Vẫn sinh. Vẫn thức. Vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Rất hợp lý. Đúng là trận đấu không dành cho những người yếu tim các bạn ạ. Một trận đấu quá hay. Nó xứng đáng gọi là trận đầu bì xứ Thành. Sẽ có tình huống đá biên. Chắc chắn là các cầu thủ áo đỏ họ sẽ chơi chậm vào những phút tiếp theo. Văn Sinh. Văn Hưng. Đó là pha dứt điểm của Văn Thức. Lại có tình huống chấn thương của Văn Kiệm. Nếu như có chiến thắng ở trận đấu này thì Thạch Lập xứng đáng có một chiến thắng lịch sử. Vẫn còn. Rất khẩn trương. Đúng là một đạo diễn xuất sắc cũng không thể ra tạo ra một bộ phim bom tấn như vậy được. Văn Đạt. Vẫn còn. Không thể có pha dứt điểm tuyến này. Rất mạo hiểm. Đây là cơ hội. Tình huống áp sát nhanh của Tiến Dung. Sẽ có tình huống đá biên dành cho Thạch Lập FC. Đá biên cho các cầu thủ Nguyễn Ấn. Đây là lúc mà bản lĩnh của nhà đương kim vô địch của mùa 3 họ sẽ phải thể hiện triệt để. Văn Đạt theo sát. Rất mạo hiểm. Cần phải xử lý an toàn. Vẫn còn. Văn Sinh. Đá biên cho các cầu thủ áo đỏ. Đây xứng đáng được coi là một trận chung kết. Sẽ có tình huống đá biên. Đúng là khán giả ở bên ngoài sân cũng không thể ngồi yên được nữa rồi. Làm gì đây? Không được. Rất cẩn trương. Văn Sinh. Vẫn còn. Tiếp tục là một tình huống đá biên. Đó là tình huống đá biên dành cho các cầu thủ Thạch Lập. Nếu như có chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay thì Thạch Lập FC họ sẽ có một chiến thắng lịch sử. Đúng là một chiến thắng lịch sử. Và khoảng cách lịch sử chỉ còn cách ít phút nữa thôi. Đã có tình huống lỗi đá biên. Như vậy là sẽ có 2 phút bù giờ. Có 2 phút bù giờ dành cho các cầu thủ áo xanh. Màu xanh của Manchester City họ đã đánh bại Queen Park Rangers của bàn thắng của Aguero. Và ở trận đấu ngày hôm nay, liệu màu xanh của hy vọng họ có làm giống được cách mà Man City họ đã tạo ra trước cầu thủ Queen Park Rangers để có được ngôi vô địch hay không? Nhật Thịnh, đường chuyền tốt. Rất đáng tiếc cho pha băng lên của Văn Đạt. Thời gian vẫn còn. Còn nước là còn tát. Rất nguy hiểm. Văn Sinh. Sẽ có quả đá biên. 2 phút ít rồi. Nhưng đó cũng là niềm hy vọng cho các chàng trai áo xanh. Văn Sinh. Rất nghẹt thở. Rất hợp lý. Cần phải chắc chịu. Đó là một tình huống lấy thân mình để lấp lỗ châu mài của Văn Hải. Anh đã làm tất cả những gì có thể. Ở pha bóng vừa rồi, đây là Văn Đạt. Quá trọng. Không vào.
Văn Đạt đã xử lý tốt tình huống vừa rồi. Vẫn còn một quả phạt góc nữa. Đây là quả phạt góc thứ 5 rồi. Đấy là quả phạt góc. Phạt bóng rất dứt khoát. Vẫn còn một quả đá biên nữa. Đúng là 30 chưa phải Tết. Cần phải khẩn trương. Văn Sinh. Văn Sinh. Đã có tiếng còi. Như vậy là đã có 6 lỗi rồi. Đã có 6 lỗi trong huyền ấm rồi. Thật không thể tin nổi. Thật không thể tin nổi điều gì sẽ xảy ra ở quả đá này. Tất cả người hâm mộ và tất cả khán giả đang chú ý những bước chạy của Văn Sinh. Đây sẽ là quả đá phạt mà không có hàng rào. Đây là một cơ hội không thể thuận lợi hơn dành cho Văn Sinh. Tất cả những niềm hy vọng, tất cả những sự kỳ vọng sẽ được đặt lên đôi chân của Văn Sinh. Và liệu Văn Sinh có lấy công chuộc tội được hay không? Khi mà chính Văn Sinh đã đưa bóng về lưới nhà. Và Văn Sinh đối mặt với Iker Casillas. Văn Sinh chắc chắn là cổ động viên của các cầu thủ Nguyệt Ấn, họ đang phải nín thở. Chắc chắn họ sẽ không thể, không dám nhìn vào quả đá này. Văn Sinh! Như vậy là xin chúc mừng các cầu thủ Thành Lập FC. Họ đã có một chiến thắng lịch sử. Họ đã có một chiến thắng lịch sử. Họ đã đánh bại gã khổng lồ, đó là Nguyệt Ấn FC, để chính thức có mặt ở vòng bán kết. Xin chúc mừng các cầu thủ Thành Lập FC. Một tinh thần quả cảm, một tinh thần hào hùng của các chàng trai áo đỏ. Và buổi tường thuật trực tiếp của truyền thông trực tiếp bóng đá của chúng tôi đến đây cũng xin tạm dừng. Và chúng ta sẽ hẹn lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.